có một cái siêu đỡ đam cũng tốt nha. Và Lee Sin vừa rồi đang có định ra căn ở đường giữa, hiện tại đang hơi thất nghiệp chút xíu, cắm mắt hộ thể, địa chấn dư chấn, Faker chủ động đối xích ok. Nili ném lao xuống Faker, nhưng Nili quay ngược trở lại tấn công Sin trong sát thương. Faker cũng có biến ảnh để có thể dứt điểm, Faker đang che, dịch ngược trở lại với cái bóng của mình để cho Lee Sin chết. Ok, một đổi một. Và BK cũng ổn áp ha. À, đầu tư tốc biến là bởi vì biết CB không có siêu, không có khiên. Hôm nay thì chắc là coi Faker đánh con lập lăng với lại thêm ván con Yone nữa. Không biết là Faker có đánh tiếp hay không vào tối bữa nay. Lập lăng. Lập lăng đánh với lại Sivir. Sivir đẩy đường. Sivir bán máu đẩy đường. Để coi kèo này Faker xử lý như thế nào, chúng ta vẫn sẽ có cái sốc điện đến từ Faker. Lee Sin đang hấp máu tìm vị trí biến về. Kai'Sa bắn Faker chịu nổi. Faker phải chạy anh em ơi, bắt buộc phải biến về luôn, hồi phục cái lượng máu. Đứng xa xa xíu. Ok ha, đồng đội chặn cái bùi đó. Faker biến về 1 phút 5 giây ra kịp từ giữa. Không áp, mặc dù bị cắm mắt, Lee Sin bị cắm mắt, nhưng mà không áp lực tấn công cấp độ 1 nữa rồi. Ô, team 1 đổi cánh rừng à, cướp bùa xanh. Cướp bùa xanh, chắc là một chút nữa sẽ có thông tin cặp đôi xạ thủ hỗ trợ di chuyển ra đường trễ. Lee Sin ăn, Lee Sin đang sợ đối phương rình. Ăn bùa đỏ trước không? Ok, nâng đúp ăn bùa đỏ trước được. Ăn bùa đỏ xong sẽ có thông tin là cặp đối phương ra trễ, xong rồi sẽ nổi cánh rừng. Vigo đường đơn hả? Linh nhớ có một cái phiên bản là Vigo nó được úp cái khả năng hút máu đến từ cái đầu tài của lính đó. Nên đường đơn thì cũng được nha. Sivir đừng siêu trước. Faker đánh tay kích được cái sóc điện. Nhưng xa thủ thì nó vẫn sẽ đẩy đường mạnh hơn pháp sư ở cấp độ 1, như là cái điều hiển nhiên rồi. Aurelian Son đường trên nữa. Toàn dị nhân không? Ông Son hình như là ông nào nhìn thấy tên quen lắm. Không biết có phải ông nào Bowen Cham bên phía của Trung Quốc không? Meddam là tốt. Farm tay ok. Chắc chắn là không trượt được ha. Cuộc chiến công đầu ở đường dưới. Ác dữ vậy. Đổi cánh rừng xong rồi vẫn BK có được chiến công đầu. Ok ổn áp. Quan trọng là cái hướng di chuyển tiếp theo đến từ Lee Sin sẽ là như thế nào. CV có khoảng thời gian trống ở cái quay lính thứ 3 di chuyển lên cắm con mắt. Con mắt này có thể giúp cho Nili phát hiện ra thông tin của Lee Sin. Lee Sin không biết rồi. Nili dưới bot kìa, Lee Sin không biết hả? Nili nó có bùa xanh ở dưới bot, Lee Sin không biết hả? Rừng của mình đã bị cướp rồi. Trời, hơi trễ. Diali thì binh ngược trở lại, tưởng là Lee Sin cướp bùa xanh, nhưng ai ngờ Lee Sin nó vô rừng rồi. Trời ơi ông Lee Sin. Và này mà rồi Nautilus thấy xạ thủ vô không? Ok, có trừng phạt ha. Ông Lee Sin đang hơi tù. Có một cái siêu đỡ đam cũng tốt nha. Và Lee Sin vừa rồi đang có định ra căn ở đường giữa, hiện tại đang hơi thất nghiệp chút xíu, cắm mắt hộ thể, địa chấn dư chấn, Faker chủ động đối xích ok. Nili ném lao xuống Faker, nhưng Nili quay ngược trở lại tấn công Sin trong sát thương. Faker cũng có biến ảnh để có thể dứt điểm, Faker đang che, dịch ngược trở lại với cái bóng của mình để cho Lee Sin chết. Ok, một đổi một. Và BK cũng ổn áp ha. À, đầu tư tốc biến là bởi vì biết CB không có siêu, không có khiên. Nổi xích tốt luôn. Đợt lính này cũng đang hơi to, mất cái nội tại. Đợt lính có xe nhưng mà CV đẩy lính ác vậy. Không sao, Trey vẫn được. Tại vì Faker đang có dịch chuyển. Trey hồi lấy cái lượng máu của nó xong rồi dịch chuyển ngược trở lại với những cái món trang bị thành phần. Một cặp ba vàng rồi. Làm nhẹ dày rồi phong ấn ám rồi các kiểu.
lúc đó áp lực sẽ lớn hơn. Chibi về nhà thì có một cái lưỡi liềm mà ném boomerang trúng luôn kìa. Khó chịu nha. Rồi quyết định là về, chấp nhận buông bỏ hành linh. Lee Sin đang chờ Faker dịch chuyển. Trời ơi, siêu nguyên nhảy ném cái đẩy cái siêu ác để chấn dư chấn lao vào tấn công đi Lee lùi bởi vì có áp lực đến từ Faker. Bắt buộc pha này không BK một bột. Úi, vẫn quyết định lao vào BK cơ. Lee Sin chạy nhanh hơn đến bù cua, chủ động tốc biến né. Faker nối xích, trời ơi, đi Lee lên cấp độ 5, hồi phục thêm miếng máu nữa, ném lao trường. Faker biến ảnh tầm gần và dứt điểm 4 xì. Được rồi, trong khi cô Faker ở trong cái lần về nhà vừa rồi có được cái bi chương sát thương kết hợp cùng với là cái lượng sát thương là nhiều. Và đó Lee Sin đánh gần ở đường giữa đó thì ok hơn. Ồ, đánh xa đường giữa quá, Faker tới cũng kịp. Cấp 6, biến ảnh, mô phỏng biến ảnh, Sivir mở chiêu cuối, bắn ngược trở lại. Faker giật ngược trở lại để cho những con lính đánh vô người của Sivir. Ây da, đâm tay ác vậy. Rồi sao? Lee Sin tới. Ây da, vẫn là đổi mạng mà thôi. Lee Sin tới không kịp. Và đó Faker cũng không chạy nữa, cố gắng biến ảnh chồng đam. CB BK cũng ác ha. Thấy Faker hết chiêu cái mở chiêu cuối đánh tay từ nhà tới trường luôn á chứ. Rồi Faker di chuyển lên đánh trên, tấn công vào sâu hư không. Nili bây giờ xanh, ba sát của Nili. Lee Sin chờ cho Faker tiếp cận, thấy Nili rồi. Nili chạy đằng trời, anh em điểm hạ gục rất dễ dàng cho Faker. Quá dễ. Súng lục lưu đình ha. Có thêm đam. Biến ảnh trở lại được lính ở đường giữa. Tạm chiêu chiêu. CV vừa rồi có cơ hội lấy một khiên trụ á chứ. Anh không biết anh chạy ra bên trái làm gì. Tự nhiên bây giờ mất cái khiên trụ kìa. Tại vì bên trái Nili chết rồi nha. Đâu có kiểm soát gì bên trái đâu. Thà đánh mé mé xong rồi được lính đẩy xong rồi đánh chạy qua phía bên phải là có khiên trụ rồi. Mô phỏng biến ảnh à, đánh tay nối xích cũng được. Biến ảnh lên đánh tay không à. Nhưng mà đánh tay vẫn có đam á, tại vì cái máy chuyển pha đó nó vẫn nổ miếng đam cũng ok. Nổi xích thành công, có truy đuổi, vẫn bị xích lần hai. Thiên định kiếm lao vào, giật chỏ làm choáng, đánh tay cho tới chết, kích được cái sóng điện, dứt điểm. 4 sát cho Faker. Gọn. Cái siêu của CV chắc 20 giây, 24 giây không? Để chút nữa Linh chắc cơ cái siêu của CV 24 giây không? Ừ, 24 giây hả? Súng lục lưu đình dây thường mắc tím không. Ừ, bây giờ mới mua bình hồi phục cũng được đi. À, mắc tím hình như đang cắm ở một cái bụi phía bên phải à, không cần phải cắm tiếp. Đánh tay nối xích có ý định. Double xích biến ảnh lao vào tấn công. Một cái siêu vừa rồi không thể nào đỡ được ba chiêu của Faker. Máu mất đi của CV vẫn là nhiều. Không biết đợt này thì Riot Games có chỉnh sửa gì không? Tại vì cái thời gian cũng như cái vị trí của những cái mầm á, có vài những cái điểm nó hơi đặc biệt một chút xíu. Ô,
CV tốc biến né biến ảnh căng vậy. Rồi sao? Ném boomerang. Healy có mặt phía sau. Faker né được cái lao đó của Healy. Healy chưa hồi lại tốc biến. Faker biến ảnh chạy. Ây da. CV làm pha ác vậy. Nhìn củ nghệ nhờ. Xíu có xem lại trận tranh của Châu Vi không? Châu Vi bây giờ đánh Arena rồi đúng không? Để có coi vài trận của Châu Vi đánh chảy phết. Nautilus chết. Vigo dịch chuyển. Faker chưa hồi dịch chuyển. Đi bộ ra đường giữa. Phong ấn ngắt ám ở trong cái lần về nhà vừa rồi. Chạy ra đường giữa lùm CV không? Rồi kích đúp lên mở chiêu cuối. Silo rồi các kiểu bắt chán tốt đến từ Vigo. Nhưng Faker tiếp cận có tuyệt mệnh nối xích thành công với tình huống biến ảnh vừa rồi của Faker. Tuyệt mệnh tốc biến rồi các thứ. Chạy không nổi. CV dịch chuyển xuống đường dưới để làm gì đây? Lụm Metriel à? Rồi boomerang đánh tay có vỏ bọc cộng sinh. Metriel quay ngược trở lại. Cung ánh sáng có lá chắn không chịu nổi nhiệt. Kai'Sa sống sót với lại 41 máu. Hai khiên trụ cho Faker ha. Có tầm nhìn đánh trên. KS thành công luôn con cua. Đánh tay nhấp nhả biến ảnh. Mô phỏng biến ảnh và nổi xích tốt. Ây da, đánh tay né lao, đánh tay chờ hồi chiêu, quy đúp cái là chết. Ok, quy tốc biến đúp. Pha xử lý cũng kỹ năng nha. Và vừa rồi Faker nếu mà đúp thì nó sẽ có hoạt ảnh để có thể biến. Thì Nili có thể tốc biến, xong rồi Faker chủ động tốc biến để đúp tầm gần. Phản xạ không kịp. Lee Sin nổ lông cước, sóng âm vôn cước lao vào. Faker liếm luôn cái điểm hòa gục đó, bảy sát rất easy. Thái Dương Hà Sang giữ chân, Faker trúng thì lô tầm diệt. Faker biến ảnh. Double kill dành cho Faker, 8 sát rồi sao dễ nha, nhiều đau quá nha. 8 điểm phong ấn hắc ám luôn. Quá trời lên, quá trời quá đất đam rồi. Biến ảnh mô phỏng biến ảnh, kích sốc điện hơn nửa cây máu của Kai'Sa. Dịch ngược trở lại luôn. Ảnh múa. Ở chiều nay Faker có mấy pha múa cũng ác ha. Cầm con Azir múa lên múa xuống đồ các kiểu. Củ nghệ. Tình hình ván này là hình như là 15 phút rồi mọi người. Đánh xíu nhẹ nhàng cảm giác chuẩn bị 15 phút tới nơi rồi chứ. Chính xác godline 10 điểm phong ấn ám. 3 khiên trụ đường giữa. Có dịch chuyển nữa. Mô phỏng biến ảnh chạy đi. Ê à, cảm ơn donate Momo của Trương Mỹ Khanh nha. Bù lợi cho T1. Cảm ơn Trương Mỹ Khanh nhiều. Gậy sét ok nha anh em ha. Nổ đam tốt. Kiểu như cái gậy này nó bị nợp á, mấy phiên bản trước á, chứ mà lúc mới ra nhìn nó chú bơ. Lô Trần Di Hà nha. Là vào đánh tay có truy đuổi, mở siêu hơi sớm rồi CV ơi. Faker xích trượt, né được cái boomerang lượt về, mất cái nội tại, biến ảnh lao vào đánh tay thêm cái nữa. Kích được cái gậy xét, quầy Faker bị solo kill. Chính xì cho Sawako. Hello Flora nha. Hồi chiều có búp không? Chiều Flora có búp cho T1 không? Chiều đang bình luận quá, không có ra chất được diễn biến của cuộc chiến vương giả. Không biết hả? Ồ, công nhận hai ngày T1 đánh. Nhìn cái super chat. Kinh dị thật sự. Quá kinh dị luôn. Đồ nách nhiều ghê luôn á. Chỉ biết ước à. Hồi chiều LCK được nhiều đô nách hả?
Linh không biết là Linh được công bố không, nhưng mà được nhiều á, được xem xem với lại ngày đầu luôn á, hai ngày là bằng nhau. Mô phỏng biến ảnh nổi xích nè, triple kill cho Orange Son. Ai ai dám lừa Faker. Một cái máy quét vừa rồi Faker phát hiện ra Vigo đứng núp ở trong đó, không nhìn cái tên không nổi. Đọc kỹ cái tên đi. Rồi. Thế là hơn 100 triệu rồi. Đâu, ngày hôm nay hả? Không hơn đó. Mấy chục triệu. Rồi một ngày sao hơn được 100 triệu? Ăn cướp hay là cái gì? Ăn cướp hay là cái gì rồi?